Hoàng Trâm. Đúng nha. Trời ơi, sao mà đẹp trai dữ vậy? À tôi biết rồi, cậu là hướng dẫn viên du lịch đúng không? Trời ơi, dễ thương. Ôi, em đánh má hồng y chang chị hồi nhỏ vậy á, đẹp dễ sợ luôn á. À, chị biết rồi, em là khách du lịch đúng không? Dạ không phải, đây là sếp của em, tụi em đang đi công tác thôi ạ. Ồ, xin lỗi. À, chào mừng hai người đến với cái dừa hải sản ngon nhất Vịnh Nam Bộ. Hai người muốn ăn gì? À, dạ, chị đợi xíu. Mắc dứa. Đi chỗ nào ăn rẻ rẻ thôi, đi. Cô cứ chọn món đi, tôi sẽ là người trả tiền. Trời ơi, đẹp trai mà còn ga lăng nữa. Đúng rồi, hai người đã tìm đúng địa chỉ rồi. Ở đây là cái dừa hải sản ngon với cái khu vực này nha. Nè mấy người nhìn đi, nè mấy cái bè này nè, đó. Toàn là đồ hải sản tươi sống của cái nhà này không đó. Tôm hùm nè, cơm mũ ni nè, cua quỳnh đế nè, ghẹ mặt trăng. Cô, con ghẹ nào con ghẹ nấy hả? Hai con mắt bự y chang mắt cô vậy, tươi gói gói luôn. Chỗ đặc biệt nha, bào ngư nha. Bào ngư là con phải lặn xuống sâu như 500 mét dưới đáy biển á, mới bắt được lên dạy con á. Ăn một con vô nhất hai cái nách liền. Đặc biệt hơn nữa, cá bóp với cá mú bán tươi sống nguyên một con, không bán lẻ, nguyên một con. Y chang tôi, nguyên một con. Bé nụ, chủ quán xin trân trọng kính chào quý khách. Hồi nãy giờ tôi giới thiệu loài bạn học, giờ hai quý khách đã chọn được món gì chưa? À dạ. Chị ơi, chị cho em một dĩa rau muống xào tỏi. Ừ. Cái gì? Cho tôi một con tôm hùm xay dừa, đủ cho hai người ăn nha. Đúng như vậy, trời ơi, đẹp trai ga lăng gì còn biết thưởng thức nữa. Dễ thương quá, trời như vậy đâu có đủ no, gọi thêm đi cậu. Ha, tôm cua ghẹ lẩu nè, trong này quá trời luôn nè. Coi đây cô đưa cho cậu đi. Cô kỳ quá, đưa cho cậu. Cô kỳ thiệt. Cậu, ở đây có cái bào ngư. Bào ngư đặc biệt cậu thấy không? Lâu lâu mới có vài con, lặn sâu dưới đáy biển bắt lên. Cậu ăn một con thôi, đêm nay con nhỏ này không quỳ lại cậu, tôi làm con cậu luôn. Chị nói cái gì vậy? Tôi với cô ta chỉ là... Dạ, à, cá bóp của mình bán sao chị? Đúng rồi em, trời ơi, ra đây là phải bóp nguyên một con để chị tính cho. Hai người, một con bóp, 4kg là vừa. Bây giờ thân hình á thì chị nướng lớp, còn đầu cánh lòng mề thì chị nấu lẩu. Ok. Hả? Cậu, gọi thêm gì nữa không? Tôi nghĩ là đủ rồi đó, cảm ơn chị. Ok, đầu bếp đâu? Nhảy xuống đại dương bao la bắt cho chị hai con tôm hùm loại một. Thợ lặn đâu? Đem bình oxy chui vô lòng bè bắt cho chị con cá bớp 4kg nấu liền cho chị. Em chờ chị chút, chị sẽ bưng đồ ăn lên liền. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng vui vẻ.